trên cành còn đâm bông kết trái. Trai gái nào mắc quá cũng phải đi. À, đi xong biết phải ăn gì. Ăn cây kẹo kéo em thì cảm ơn. Ăn gì mà chẳng phải đi, chi bằng ăn nổ bánh mì. Ăn xong cảm thấy vừa lì vừa xông. Ai vậy? Ai? Em nào tóc ngắn ngang vai, ăn nổ bánh mì của anh vào ngày mai tóc dài. Em nào chồng bỏ chồng chê, ăn nổ bánh mì của anh vào chồng mê tới già. Bánh mì này của em, trẻ em ăn vào sẽ hay ăn trong lớn. Phụ nữ ăn vào thì càng trẻ càng xinh. Nam giới ăn vào thì bổ thận sinh tinh. Còn người già ăn vào đảm bảo trường sinh bất lão. Bánh mì này của em, ăn là buổi sáng sẽ no tới buổi trưa, ăn là buổi trưa sẽ no tới buổi chiều, ăn là buổi chiều sẽ no tới buổi tối, ăn vào buổi tối ối tới sáng. Ai, trời sinh cái miệng làm chi, nói ra điều gì cũng thấy vô duyên. Ê vậy bán kẹo kéo đúng không? Đúng rồi. Cho ly cà phê, ly cà phê nói cùng em câu gì. Ly gì ông nội, tôi bán kẹo kéo mà cà phê gì đâu đây. Thì tôi hỏi thích thì bà bán, không bán thì thôi chứ. Đi chỗ khác ngang, đừng có chọc ngang. Sáng giờ mà cái tướng này được này. Trời, trời, sao ông Lượt, ông tính làm gì tôi? Tôi la lên á. Tôi em này vừa béo vừa lùn, ăn nổ bánh mì của anh vào nó sẽ đùn lên cao. Đỡ tay hả? Ông này nói chuyện tào lao, ăn ổ bánh mì làm sao cao liền. Nè, bánh mì ông để ông ăn, tôi ăn kẹo kéo dính răng nhưng sao em làm thơ là phải vần đấy nhá. Dính răng nhưng sao? Đừng hối, sắp ra rồi. Dính răng nhưng vui. Vui là cái gì? Vui là vui đó. Là tại vì tôi nói cho có vần nhưng mà ông mắc cười quá, tự nhiên ở đâu ra phá tôi vậy. Tôi đang có chuyện buồn, đừng có chọc tôi ngang. Đi bán mà cầm như tôi bán kẹo kéo, tưởng đâu bà già bán diêm không hà. Ai kẹo kéo không? Kẹo kéo nha. Ai kẹo bánh kéo? Bánh mì không? Ai? Bánh mì không? Ai? Bánh mì không? Ôi kìa, bà bị làm sao ấy, động kinh à? Không. Hả? Không. Yếu tim. Yếu tim. Thuốc đâu? Lấy cái kẹo kéo trong đường tôi. Đây, cây kẹo kéo đây. Rồi cầm lên đi, cầm chưa? Cầm rồi. Lột vỏ. Quên, tôi bán kẹo không có vỏ. Bỏ vô miệng ăn đi. Ăn đi, bỏ miệng ông á. 5.000. Ê! Cái này lừa đảo nha. Lừa đảo. Không có lừa. Tại thấy mặt thấy ghét. Sáng giờ buôn bán không được, tự nhiên đi ra rần trả 5.000. Bây giờ có trả không? Này bà đi thấy làm người gì phụ nữ dùng này chưa? Trả không? Bây giờ tôi không trả, bà làm cái gì? Hả? Bây giờ ông không trả tôi đúng không? Ông không trả tôi đúng thì kêu giang hồ mà. Để đàn em của bà hai béo bán kẹo kéo tại đây là tôi lột xác ông không? Bà hai béo bán kẹo kéo là đúng. Bà có gì đâu ngạc nhiên. Bà nói bà tên gì? À, xin trân trọng giới thiệu với ông, tôi là bà hai béo, chuyên bán kẹo kéo, nhà không có nuôi heo nhưng thích mặc đồ da beo. Thế đồ da beo đâu? Mới giặt chưa khô. Tôi Tư nè. Tư nào không có quen. Tư lì bán bánh mì, da đen xì, tắm không bao giờ kỳ, chân thì cong hay đi dép tổ ong. Cái tổ ong. Thì ông nâu. Mai đi đâu con gà trong mây bay. Ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bài bé ngoan của chị. Thôi bà nhìn lại bà đi. Tôi sao? Vừa lùn vừa xấu. Cũng vì cái tật này của bà mà bao nhiêu năm này bà bán kẹo kéo ế đây này. Bà cứ như thế này bà nghèo suốt đời nhá. Tôi dành dụm nữa. Đối với ông có 500.000 đó chỉ là số tiền nhỏ, nhưng đối với tôi một kẻ lao động chân chất như tôi đó là một số tiền rất là lớn. Tôi đã dùng nó để chạy chữa cho ông. Tôi sợ ông chết, tôi thương ông như vậy mà nợ nào ông bỏ tôi ông đi mấy chục năm trời á ông Tư. Bà hai, tôi xin lỗi vì ngày xưa tôi nghèo quá, tôi sợ bà dính vô tôi bà sẽ khổ nên tôi mới ra đi. Tôi ra đi để kiếm tiền về lấy bà mà. Ông nói cái gì? Bà hai, bà cưới tôi nhá. Ở thành phố mới về, em ở thành phố mới về, nhìn xe trâu nó đi, em tưởng Lamborghini. Ở thành phố mới về em đâu biết gì. Ở trong khi em nhìn ra ngoài này thì thấy đông, mà ra ngoài này thấy nhiều người thế. Em thì cứ mắc phải cái bệnh là thấy chỗ đông người là chào. Vì vậy em xin được chào các bác. Sau đây thì tuy không được ai yêu cầu nhưng em vẫn xin được tự động giới thiệu về gia đình mình. Đầu tiên em xin được giới thiệu về bố em. Bố em thì tên nguyên trong giấy nợ ngân hàng. À chết nhầm. Tên nguyên trong giấy khai sinh là Mạc Văn Khải. Rất thích lái xe tải nhưng lại không bao giờ lái về bên phải, hay lái về bên trái. Nhiều lần vượt lan can nên mẹ em khuyên về sống an nhàn. Gia đình điêu tàng em phải lang thang. Và sở thích của bố em rất thích xem tivi vào lúc mất điện, đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao, thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở cầu ao. Và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em. Sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em tên là Nguyễn Thị Vải, bán bàn chải ở đường Trần Quang Khải, hay ngồi ở lề bên phải, miệng hay lải nhải, sống sao cho phải. Khi đời ngang trái, ông chồng bất tài, đẻ ra thằng con anh tài. Ôi cũng là cái duyên số. Nói thật, nói không phải khoe chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Nên mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn như kiểu ong tìm thấy tổ, như súng nổ tìm thấy mục tiêu, và như triển chiêu nhảy hip hop đấy. Cái ngày xưa mẹ em có tham gia cái cuộc thi vẽ ở trên tỉnh nhưng mà do xã tổ chức. Đề bài là bạn hãy vẽ con vật mà bạn yêu thích. Hôm ấy mẹ em vẽ con sư tử, cứ như không hiểu là vẽ như kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm, không dám đứng gần vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi bên dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào, em mới lao lên. Em lao lên xem mẹ em vẽ con sư tử như thế nào thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Lúc đầu thì em cũng băn khoăn, nhưng mà sau này em nhớ lại là ở nhà bố em ấy nói mẹ em giống sư tử Hà Đông. Thôi thì trong các con vật, con sư tử vẫn là đẹp nhất. Đấy là bố mẹ em. Sau đây em xin được giới thiệu về em. Bố em tên là Mạc Văn Khải thì để em ra quyết định đặt cho em cái tên là Mạc Văn Khoa. Em rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm vào lúc mát, và em rất thích cạo lông mày bằng dao phát. Mọi người thường nhận xét em ấy là nhìn cái dáng thằng này nó khổ, mặt thì chì, lại thêm cái họa mạc nữa thì bao giờ mà ngóc lên nổi. Nhưng mà riêng em không nghĩ thế. Bởi vì mạc là cái gì? Mạc có nghĩa là sa mạc. Mà sa mạc là gì? Sa mạc là nơi rất nhiều cát. Mà cái gì nhiều chẳng lấy làm tài sản làm giàu được. Vì vậy em lấy cái đấy là cái động lực để em vươn lên. Em sẽ sống như cây xương rồng trong sa mạc, không bao giờ sợ mạc, chỉ sợ thiếu cát mà thôi. Vì vậy tuy dáng có khổ, mặt có chì, nhưng mà được cái vui vui. Em mới quyết định đăng ký tham gia chương trình Cười Xuyên Việt. Cái mục đích thứ nhất là em muốn thể hiện cái đam mê được diễn xuất của diễn hài của mình. Cái thứ hai là em muốn được học hỏi và giao lưu với tất cả các bạn. Và cái thứ ba là hơn một năm nay em chưa được về nhà. Khi em tham gia chương trình này thì bố mẹ em ở nhà sẽ được nhìn thấy em. Anh ơi, chĩa cái máy quay cho em gặp bố. Bố ơi, cảm ơn bố đã luôn canh me và răn đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với bố một điều rằng bố ơi, bố ơi, con nhớ mẹ lắm. Sai rồi. Bạn hát sai là mình nhảy sai. Bạn nhảy sai rồi. Bạn hát sai. Bạn nhảy sai. Bạn... Mình thương nhau mà. Yêu lắm, thương lắm, vui lắm. Sống chung nhé. Chung chuồng, chung chuồng, sống chung một chuồng. Mình là heo á, mình phải yêu thương nhau. Sống chung chuồng phải yêu thương nhau nha. Đúng vậy. Đợi mình một chút. Bạn làm gì thế? Nè, cái gì đấy? Kem trộn Ngọc Trinh. Bạn lấy ở đâu ra vậy? À, mình lụm của bà chủ á, bà xài gần hết hũ, bà để ở trên đầu tủ, kế bên cái bịch tàu hũ. Ông chủ, ông vô, ông thấy cái bịch tàu hũ, cho nên ông giấu cái hũ dưới gốc cây đu đủ. Mình đem vô cho bạn nè, tặng cho bạn nè, bạn hưởng. Cái này xài có công hiệu không bạn? Ê, mình chỉ cho bạn xài nha. Lột hũ kem ra, quết một miếng, bỏ vô lòng bàn tay, xoa đều cho nó nóng kem lên. Giơ hai tay bạn ra. Đều rồi. Ê, bạn làm như thế này là chết mình rồi. Sao mà chết vậy? Sao mà chết? Da mình là da khoang, chỗ đen chỗ trắng. Bạn chỉ xước vào chỗ đen thôi, để cho chỗ đen nó trắng như chỗ trắng. Chứ bạn xước vào chỗ trắng nữa, chỗ trắng nó lại trắng hơn chỗ đen. Chỗ trắng chỗ đen nó trắng không đều nhau. Nhìn mình người ta tưởng mình bị hắc lào. Lăng bê hắc lào. Mình thương nhau mà. Bạn chờ mình một tí nha. Chờ. Ê, bạn ơi. Không. Mình có cái này cho bạn. Cái gì? Kẹo ngậm nở ngực. Bạn ăn đi. Ăn một viên nở một ngực. Nhưng rất tiếc bạn có tới 16 ngực. Tự nhiên nó nghiêng nghiến bên đây. Nó nghiêng rồi. Trời đất ơi hả? Con kia nó nở rồi nè. Lấy cái gì chích đi. Lấy chích đi. Thôi đi. Bạn minh họa quá. Làm gì mà có tác dụng nhanh quá vậy? Đúng rồi ha. Thôi bây giờ á, mình bắt đầu mình ngủ đi. Cuộc đời của loài heo thật là sung sướng, chỉ có ngủ mà thôi. Ngủ. Trời ơi, đẹp trai dễ sợ luôn. Tới giờ ăn rồi. Cuộc đời của loài heo thật là sung sướng, chỉ có ngủ rồi lại ăn. Chúng ta bắt đầu ăn. Tới ơi, tới ơi. Mày cho heo ăn chưa? Mày cho heo ăn rồi, mày canh con nào mà nó mập nhất, mà nó đẹp nhất, mày lấy mày làm thịt. Hôm nay nhà có đám giỗ nghe mày. Con nào mập nhất, đẹp nhất sẽ làm thịt ăn đám giỗ. Vậy là một trong hai đứa mình có một đứa phải chết. Bạn ơi, mình đây. Mình thương bạn lắm. Mình cũng thương bạn. Bạn đẹp hơn mình. Đúng mà. Mập hơn mình. Bạn chết trước nhá. Mày thật là nham hiểm, đụng đẩy cái chết cho mình hả? Bạn á, bạn là con heo phải chết mới đúng đó. Tại sao chứ? Bạn nhìn đi, cái bụng của bạn bự chà bá kìa. Hồi nãy ha, mình có sức kem trộn Ngọc Trinh cho bạn á, da của bạn sẽ láng mịn, ông chủ sẽ ăn thịt bạn. Không dám đâu nhá. Cái loài của mình bụng nó xệ như thế nhưng mà thịt ăn dở lắm. Còn thịt bạn chắc chắn có lợi hơn. Có lợi chỗ nào? Nãy bạn ngậm kẹo ngậm nở ngực của mình, thịt bạn không những có món thịt heo mà còn có thêm món nhũ heo nướng. Bạn thật là nham hiểm thâm cung. Bạn nham hiểm. Ơi không, bây giờ chúng ta không cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát ra cái cuộc chơi này. Giờ phải làm sao đây? Mập nhất sẽ làm thịt. Bây giờ mình tìm cách mình làm cho mình ốm. Đúng rồi, mình phải tập thể dục. Mình phải tập thể dục thôi. Để mình mình phải gập bụng cho nó teo mỡ bụng. Tập thể dục nãy giờ không thấy ốm nữa. Giờ sao đây? Còn một nữa, còn một cái đó là ông chủ có nói con nào đẹp á thì sẽ làm thịt con đó. Có rồi, mắm tôm chét vô cho nó thối chơi. Chét vô cho nó diễn. Mình cũng phải dơ hơn bạn luôn, mình phải thối hơn bạn. Sao? Phân heo. Chết phân heo. Tới ơi. Hôm nay khách đông quá nha. Mày làm thịt luôn hai con đi ăn mới đủ. Vậy là cả hai đứa mình đều bị chọc tiết. Vậy là đứa mình sẽ chết. Yêu lắm, thương lắm, không có vui lắm. Chết chung nhé, chung chuồng, chết chung một chuồng. Thôi, mình biết lỗi rồi. Dù sao thì hai đứa mình cũng sẽ chết á. Mình á, lúc trước á, mình đưa đẩy bạn vào cõi chết á. Bây giờ mình hứa, mình sẽ không làm như vậy đâu. Mình cũng như vậy. Mình đã quá ích kỷ. Đến lúc chết mình đã đẩy bạn chết. Bây giờ chúng mình không được như thế nữa nhá bạn nha. Được rồi, xin lỗi bạn á, vì đã sức kem trộn cho bạn nè. Người bạn thấy ghê nè. Mình cũng xin lỗi vì đã cho bạn ngậm kẹo ngậm nở ngực. Không sao, ngon lắm. Tí ơi, Tí ơi, trời đất ơi, tao nhớ lộn. Năm nay năm nhuần là tháng sau mới đáp giỗ, cho nên khoan giết hai con heo nghe mày. Yêu lắm, thương lắm, cười lắm, sống chung nhá. Chung chuồng, sống chung một chuồng. Ê, nó nghe nè, vậy là chúng ta thoát chết rồi. Cuộc đời loài heo thật là sung sướng. Dù biết một tháng nữa chết, nhưng chúng mình cũng phải sống thật là đoàn kết, không được ích kỷ nữa nha bạn. À, chúng mình phải nhớ một câu rằng: heo ơi thương lấy lợn cùng, tuy đằng khác giống như chung một chuồng. Alo alo, 12344321, 12344321. Trung tâm công nghệ bột giặt xin kính chào quý khách. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, là một chuyên gia nghiên cứu về vết bẩn, tôi có thể khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng bột giặt hiện nay là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình, bởi lẽ ai cũng phải mặc quần áo. Chính vì vậy, sau một thời gian nghiên cứu rất dài, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo ra một loại bột giặt công nghệ cực kỳ cao. Vâng, xin giới thiệu với các bạn bột giặt Thánh Chôn. Bột giặt này có hiệu quả hơn tất cả các bột giặt khác, bởi vì chúng ta chỉ cần giặt một lần là sẽ sạch tất cả các vết bẩn. Sạch cả vết bẩn mẹ lẫn vết bẩn con. Vết bẩn mẹ sạch rồi không có ai nấu cơm cho vết bẩn bố ăn. Vết bẩn bố đói quá lâu ngày rồi cũng sẽ sạch xanh xanh. Trời ơi, cậu là ai mà đứng trước nhà người ta la sùm dưới trưa chữ nắng nhỉ? Dạ, con xin trân trọng giới thiệu với bác, con tên nguyên trong giấy khai sinh là Nguyễn Văn Sầu, rất thích đi tàu với lại ô tô. Ông con là Nguyễn Văn Bô, rất thích ghi lô với lại đánh đè. Bà con là Lè Thị Mè, rất thích ăn thịt lợn xè với lại bánh mì ba t. Mẹ con là Nguyễn Thị Phê, có cái sở thích là hát karaoke cả ngày. Và bố con là Nguyễn Văn Chày, rất thích làm bang chủ của bọn ăn mày cái bang. Gia đình kinh tế dở dang, bữa ăn chỉ có khoai lang với lại cà, ăn xong chỉ biết uống trà. Xin bác tiện đà vỗ tay. Nhà con dần quá. Dạ trời vâng, ơi. Bình thường bác à. Ủa bác đi đâu vậy? Trời đất ơi, tôi đang giặt đồ ở trỏng. Hết xà bông, tôi ra ngoài này tôi mua xà bông nè. Trời đất ơi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang bí gặp nhà xí mà. Con xin trân trọng giới thiệu với bác, con chỉ là nhân viên tiếp thị bột giặt. Trùng hợp với con. Dạ xin giới thiệu với bác qua đây bác. Bột giặt Thánh Chôn. Tên nghe lạ quá vậy con. Dạ chẳng giấu gì bác, chú con làm tổng giám đốc công ty bột giặt. Cái lúc mà mới sản xuất ra cái loại bột giặt này, đầu tiên chú con không biết đặt tên là cái gì hết. Thế trong một lần chú con đang xem phim Tề Thiên Đại Thánh, bị thằng bạn ngồi bên cạnh nó chôn nên quyết định đặt là Thánh Chôn. Cái mặt này của con đúng không? Dạ không, mặt này của chú con bác à. Giống con hơn. Không có, mặt con mà được giá lên đấy thì bây giờ con đâu phải đi tiếp thị này bác. Bác mua cho con một bịch đi bác. Vậy công dụng sao con? À về công dụng thì bác yên tâm bác à. Đây, con nói cho bác nghe. Đây là một mảnh vải rất là sạch, bác làm cho nó bẩn đi bác. Làm bẩn hả? Dạ. Rồi con, dạ bẩn rồi. Dạ bẩn quá bác à. Vâng, đây là một mảnh vải bẩn đúng không? Con sẽ cho vào cái thau, trong thau này thì đã có sẵn bột giặt của chúng con. Thì con sẽ cho vào, con giặt. Và sau một thời gian giặt thì cái khăn nó sẽ trắng sáng như cái khăn này. Gì kỳ vậy? Sao tự nhiên mày giặt đi, mày móc cái khăn ở đây mày nói trắng sáng, mày lừa tao hả? Ủa bác không coi mấy cái quảng cáo trên tivi à? Nó chỉ quay cái đoạn mà vết áo bẩn giặt xong nó quay ra một chiếc áo mới, chứ có bao giờ nó quay đến lúc phơi đâu. Ý con nói là giặt cái khăn bẩn này, phơi đi nó sẽ trắng sáng như cái khăn này. Rồi bây giờ giá làm sao? Dạ về giá thì bác yên tâm, chú con làm tổng giám đốc mà. Mày đi ra đây. Từ nãy tới giờ cứ gặp chú con là tổng giám đốc mà. Bây giờ chú con là ai? Bây giờ chú con là tổng giám đốc thì ba con là phó giám đốc đúng không? Dạ không ạ. Ba con chạy xe ôm. Sao gia đình này khó hiểu vậy trời? Bác à, sao? Mỗi lần nghĩ tới gia đình, con chỉ biết ứa nước mắt. con sinh ra trong một gia đình có bố và có mẹ. Không chỉ thế mà còn có anh và có chị. Đẻ ra con không nói được một tiếng nào, chỉ khóc mà thôi. Cả ngày con không được ăn một bữa cơm bác ạ. Tội vậy chứ chú ăn cái gì? Bú sữa mẹ để lớn. Trời ơi. Con học đến lớp 12 người ta không cho con học phổ thông nữa. Tại sao vậy? Con mới phải đi tiếp thị bột giặt thế này bác ạ. Bác thương cảm mua cho con một bịch đi bác. Gia đình con thiệt là tội nghiệp. Bác thương con lắm. Vậy bác mua cho con một bịch bột giặt đi bác. Bác mua liền. Dạ. Hay quá, lấy cho bác một bịch. Bác mua một bịch là 20.000. Nhưng nếu bác mua 3 bịch sẽ là 80.000. Tại sao? Cái cơ chế bán hàng của chúng con như vậy. Lấy cho bác một bịch. Dạ một bịch đây, 20.000. Một bịch nữa. Dạ một bịch nữa 20.000. Một bịch nữa đi cô. Dạ một bịch nữa 20.000. Dạ xin chúc mừng bác đã mua 3 bịch với giá 60.000. Thế bác thông minh không? Mua lẻ một lần 3 bịch được 60.000, bác lợi tới 20.000. Nhưng mà bác mua với giá này không những ưu đãi mà bác có cơ hội được lắc thăm trúng thưởng. Là sao con? Xin giới thiệu với bác lắc thăm trúng thưởng. Ủa, cái này là xin xăm mà. Xin xăm hay xin gì kệ đi bác cứ lắc là nó ra giải thưởng à? À, được rồi, để bác làm. Dạ. Thôi bác ơi. Thôi. Nhìn nó ám ảnh quá bác à. Ý con nói là bác lấy cái này bác lắc chứ đâu có nói bác múa Benny Đen. Được rồi, bác lắc liền. Ôi, ra rồi bác ơi. Thôi, ra rồi bác ơi. Ra rồi bác. Hồi hộp quá bác ơi. Con không biết là bác trúng cái gì nữa, hồi hộp quá bác ơi. Hồi hộp quá bác ơi. Trúng thưởng 300 triệu. À! 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 Trúng 300 triệu bác ơi. Bác trúng rồi bác ơi. Tao trúng hả mày trúng? À không, ý con là con quý bác lắm luôn ấy. Trời ơi, trúng 300 triệu rồi con ơi. Giờ làm gì đây? Đưa tiền cho bác đi. Bác lãnh này trúng 300 triệu bác. Con không có tiền. Con không có tiền vậy sao? Vậy bác lãnh ở đâu bây giờ? Bác phải đến công ty con bác lấy. Công ty con ở đâu? Công ty Hà con Nội. Ở đâu? Hà Nội. Đây Cà Mau. Đây Hà Nội. Gần quá con hả? Dạ. Nếu mà bác mà không tới được để lấy, bác không có điều kiện tới, thì con chỉ xin 1%, con sẽ lấy cho bác phần thưởng bác à. 1% là bao nhiêu con? Dạ 3 triệu bác à. 3 triệu? Mày nghĩ làm sao vậy? 5 triệu luôn hả? Trời đất ơi, bác đúng là quý nhân phù trợ mà. Con, bây giờ tại vì bác già bác cũng lo xa lắm, cho nên con gọi đến số điện thoại của công ty cho bác nghe. Bác hỏi thăm, bác yên tâm cái. À bác sợ lừa đảo đúng không? Đúng rồi. Đúng bác. Bác lấy điện thoại của cháu, bác gọi cho chú cháu. Chú cháu làm tổng giám đốc mà. Bác gọi đi. Số mấy, số mấy? Dạ 043 113. Không phải, 043. Ừ, 113. Trời đất ơi, bác gọi cho ai ấy? Gọi cho chú của bác. Chú bác là ai? Là công an. Hả? Mày với mày. Tao đọc báo rồi đấy, mày lâu nghe mày. Mày lừa biết bao nhiêu người rồi hen. Đấy giờ cháu có làm gì bác đâu mà tự nhiên bác nói cháu lừa đảo. Bằng chứng đâu mà nói cháu lừa đảo hả? Thôi bác đây, cháu đi đây. Được không đi. Khỏi đi con. Công an tới rồi. Bắt lấy nó. À. Cảm ơn Thùy. Chị em là ai mà báo chân trái nhìn em là sai? Chị em là ai mà đôi bờ vai làm ta nghĩ sai? Ô là mẹ còn cam đấy mà. Ô là ngọc ngà sexy lady. Hey 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 hey. Con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má cứ dẹp luôn đi. Mẹ hát hại máu luôn đi. Hát với con hại lợi luôn hả? Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bế. Mẹ, thiếu con vôi trong, con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Ôi, cái chẳng bằng nó cắt tóc mày xấu quá lại nó không dám lấy. Nó chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Con thôi mẹ thương, mẹ thương nà, mẹ thương nà, con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Thôi thương nà, đừng có mẹ nà, nói cho mẹ nghe đi. Ai đã làm cho con xấu như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như vậy. Thôi mẹ ơi, thôi mà mẹ ơi, con đốt rồi. Bà lớn rồi. Mẹ ơi, bà cám. Bà con gái ở bên có ác quá vậy? Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt 1 nhà, ngày nay con đốt 10 nhà 1 hôm. Trời ơi, mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn mà. Trời ơi, có cái nhà mà đâu đốt. Rồi ra chuồng heo ở với mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Đàn thân thân này con cám kia, hãy cút khỏi đây đi. Bóng hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đêm hoa rơi rụng. Thôi mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lái máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Đẹp. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con thử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ! Mẹ ơi! Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. Không có con đẹp lắm. Con lạ mà con không có đẹp thôi. Không có ai dám đẹp bằng con. Đúng rồi, không có ai dám đẹp bằng con. Trời ơi, dối lòng quá. Con nói mẹ nghe nè, bây giờ mình đi lễ hội, mình không chỉ mặc đồ đẹp, mình không chỉ hát hay, mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ ăn xuống tạo dáng mẹ ơi. Ăn xuống tạo dáng mẹ ơi. Con đã đẻ ra mẹ. Ba nấu cả không phải cả ra đâu cái. Quốc già với mày nha. Bỏ với mày. Dạ. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội, có cho chị Tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao nói tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi. Trời ơi, ngồi xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè trời ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ đừng có cho chị Tấm đi nha, con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Mẹ ơi, có cái gì sai ấy. Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con, hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Tại sao tao nói giảm nói tránh mẹ không chỉ rồi tao nói cho mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè, chị Tấm kỳ lắm. Ủa, Tấm thì phải kỳ mới sạch chứ con. Không phải, con nói là chị Tấm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho con? Không. Cho mẹ? Không. Cho cha? Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi tao hả? Không phải, chị Tấm ấy, chị giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghi lắm mà. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn ý. Ý con nói là chị Tấm, chị giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi, nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng đó lên. Con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi, Hả? Con cá bống nó ở dưới giếng này nè. Con cắt ra. Mẹ làm gì? Ra đi. Mẹ nhảy xuống. À. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bống. Bà cám ơi, bà cám, tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó văng lên, con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết con cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi, nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn đi. Bây giờ phải làm sao hả mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Bóng ơi, bé bóng của chị ơi. Chết rồi, Tâm nó tại sao vậy con? Ngốc mẹ ơi, mày núp đi, mày núp đi, thằng Mạnh An nó thốn nha. Bóng ơi, bóng, chị tắm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi, ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tắm ơi, vô trong cho dì biểu. Chớ rồi, mẹ chị kêu rồi, em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có ngồi nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nó sao con? Bóng là bóng là bóng là bóng, bang là bang là bang là bang, bóng xà bang là bóng xà bang, bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ bây giờ bắt con cá bóng nào mẹ? Bây giờ mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bóng bóng bang bang, bóng bóng bang bang, bóng bóng bang bang, bóng bóng bang 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 bang. Đâm bang thôi mẹ ơi. Bóng bóng bang bang lên cơm dậy cơm bạc nhà ta chứ cơm hộp cháu qua nhà ngươi. Đúng không con? Mẹ thật kỳ diệu. Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi hả? Bắt cho nó đi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, từ nãy giờ kêu muốn chết luôn cái lần này. Bắt đi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ê, con ơi, con ơi chết rồi. Con cá sấu nó cắn mẹ. Mẹ ơi, cá sấu. Ê, mẹ ơi. Mẹ ơi, chết tôi rồi. Cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Thế là mẹ ơi dùng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Mẹ ơi. Ủa Cám, sao em hốt hoảng quá vậy? Chị! Dạ. Chị đã giết mẹ rồi. Không hiểu em nói gì vậy? Tại sao chị lại nuôi con cá sấu ở dưới giếng? À đúng rồi, chị nuôi cá sấu. Chị đừng có xạo, chị nuôi cá sấu mà tại sao mỗi lần ra chị cứ gọi bóng là sao? Thì đúng rồi, con cá sấu của chị tên là bé bóng. Thế còn con cá bóng đâu? Chị nuôi ở cái giếng kế bên. À! Mẹ ơi! Con chết mẹ rồi! Chết bà nội mày! Con Tâm, mày dám đưa mẹ con tao! Đánh nó! Đánh nó! Thần thiên địa hội liên hiệp nông dân làng Vũ Đại ơi, sao mà cuộc đời lão Hạc nó lại nghèo dữ vậy trời. Ta nói chứ, nó nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi sổ đỏ, nghèo từ già tới trẻ, từ nhỏ tới chú. Thậm chí quen một bà vú ở làng bên cạnh mà bà ấy cũng nghèo. Cuộc sống ngày ngày chỉ có cơm ăn ngày hai bữa, quần áo mặc một tuần thay ra tuần sau mặc tiếp vì không có xà bông giặt. Sao mà khổ dữ vậy trời. Everybody say yeah. Vừa đâu mà phải dặn rộng ra. Cái gì vậy? Khép vô. Vậy thì hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô, hẹp vô. Ôi! Nó cũng giống hệt vậy hả? Rách luôn cái quần. Tất cả đứng im. 1, 2, 3 im. Xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể mọi người, đây là đồng bọn của ta. Vâng, xin kính chào ông già. Chào cậu, cậu là ai đấy? Tôi xin được trân trọng giới thiệu cho ông biết, tôi là giang hồ khét tiếng của cái làng Vũ Đại này. Tôi chính là cao thủ đâm thuê chém mướn, nổi tiếng với tuyệt đỉnh cung phu rạch mặt ăn dạ. Tên của tôi chính là... Tên của tôi chính là Chí Phèo. Cái gì? Cậu tên là Chí Phèo? Chưa chính xác. Trời đất ơi, vậy mà lão hạc này không có biết, đúng là có mắt như mù mà. Cậu, tiếng cậu mấy bữa nay nổi như cồn ấy. Cậu được mệnh danh là nách phải của bá Kiến. Cái gì mà nghe xong nhức nách vậy? Cánh tay phải. Hey. Trời ơi, tay phải sao mà vô tay trái? Trời tay ơi, phải nè. Trời ơi, cái tay phải là cái tay cầm đũa đó cha. Thì tay cầm đũa nè. Trời ơi, cái tay cầm đũa nè. Tay cầm đũa, tay này. Dạ con lại ba anh chị. Dạ. Các anh chị làm em khổ quá. Em đi đồ nợ mà em khổ quá. Dân theo ba anh chị. Ở yên, độ nào cần nói thì nói, ổng nói thì thôi nhá. Đừng có nói vô nữa, tao khổ lắm rồi. Đồng chí, ngồi xuống đây. Quý hóa quá, hôm nay cậu này qua nhà tôi chơi. Từ khi mà cậu đi tù là tôi không được gặp cậu. Nhưng mà hôm nay tôi nhìn thấy cậu, trời đất ơi, đúng là mới ra tù có khác. Nhìn mặt hèn thế. Cái mặt tôi vậy mà hèn. Cái mặt tôi vậy mà hèn. Tụi bay, mặt ta có hèn không? Quá hèn. Đó, thấy chưa? Lính của cậu mà còn nói là mặt cậu hèn. Mà mặt cậu hèn thì tôi nói là mặt cậu hèn, chứ chẳng lẽ mặt cậu không hèn mà tôi nói mặt cậu hèn, người ta lại chửi tôi là cái đồ vô nhân đạo, thiếu nhân tình, không có nhân cách, vô trách nhiệm à? Ông đang biện minh hay là ông đang chửi thẳng ở trong mặt tôi vậy? Chửi cái gì mà bữa nay cậu qua nhà tôi có việc gì vậy? Tôi qua đây để làm một công việc hết sức thiêng liêng và có nhân đạo. Đi đòi nợ. Bà nội cha tụi mày, tới cái đoạn này cần lên sao không lên? Tao quên mướn tụi mày để làm cái gì? Anh coi tụi nó nói cái này tay phải coi tức không? Trời ơi, em nói bên này là tay phải, mày cứ nói là tay trái hoài à anh? Mày mắc đùi, mày quá là tay phải, tay cầm đũa nè. Trời đất ơi, tay phải là cái tay này nè. Lên. Cái gì mà có cái tay không mà nãy giờ? Lát nữa đoạn nào mà tao nhấn vô là phải vô, nghe chưa? Cái gì đâu? Ê ông già, giờ ông tính sao? Tôi không biết là mấy cậu qua đây đòi nợ hay mấy cậu qua đây diễn hề nữa. Nãy giờ cậu qua đấy diễn hài mà tôi vẫn chưa nghĩ ra là tôi nợ cậu cái gì. Ông không có thiếu nợ tôi, nhưng mà ông thiếu nợ tiền của ông Bá Kiến. Sao? Tôi làm gì được thiếu tiền Bá Kiến? Tiền thuế. Này không có đâu nhá. Tôi nhớ là mới tháng trước tôi đóng thuế rồi mà. Tháng này là thuế khác. Thuế khác là thuế gì? Thuế dân bất an. Thôi dẹp luôn đi. Thuế là để bảo vệ nhân dân, nhưng tự nhiên có cái thuế nào đó gọi là thuế dân bất an. Ông thiệt, ông thiểu năng thiệt luôn á. Hồi đó ông học tới lớp mấy vậy? Mẫu giáo. Giờ em học hơn tôi rồi. Bà mẹ, học hơn thì còn hỏi làm cái gì nữa. Cái quan trọng mà không có biết. Không có biết chữ, nhưng mà tôi biết chơi chữ. Kể cho nghe. Thuế dân bất an là gì? Dân là nhân dân, bá tánh. Bất là gì? Bất là bất tử. An là gì? An là an toàn. Thuế dân bất an có nghĩa là thuế bảo vệ an toàn cho người dân sống bất tử. Khổ cha nhà chúng mày. Cái gì mà cái thuế gì mà lại bảo vệ an toàn gì mà mỗi ngày mọc ra một thuế để làm sao mà dân đóng được. Mà tôi nói cậu nghe, đừng có nói là mai sau tôi đánh giám cũng phải đóng thuế bảo vệ môi trường nhá. Cái này hay nè, để tôi về tới ý kiến cho ông Bá Kiến ra cái thuế này. Thôi coi như tôi chưa nói gì đi. Bây giờ làm sao? Bỏ qua cái chuyện thuế mới. Bây giờ thuế này ông phải đóng 50 đồng. Cái gì mà 50 đồng? Bây giờ ông trả không? Tôi làm gì có tiền. Này cậu nhìn đi. Này, nhìn trong nhà đi. Bây giờ tôi không còn một cái gì để nộp cho cậu luôn ấy. Cậu Chí à, tôi nói thật với cậu là nhà tôi nghèo lắm. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Chết 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 chùm chết chùm chết chùm. Mình nghèo tay trắng tương lại cũng héo mòn. Chết 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 chùm chết chùm chết chùm. Nuôi một con chó hóa ra còn nghèo hơn. Thôi đi, cái gì vậy hả? Tôi tới đây là để tôi đòi nợ, chứ không phải là tôi tới đây là để coi ông quá thân vô trường Vũ hát liên khúc nghèo nha. Nhưng mà cậu thấy đến nhà tôi làm gì có cái gì để đóng tiền cho cậu đâu. Không còn tiền thì cũng phải có cái gì thế chấp chứ. À, tôi nói mà nhà tôi chỉ có đúng tôi với con chó vàng à. Con chó. Con chó vàng. Con chó. Con chó của tôi nó màu vàng, tôi gọi là con chó vàng. Tôi không cần biết nó màu gì, tôi chỉ cần biết nó là con chó thôi. Mà con chó thì làm sao cậu? Bây giờ ông có thể bán nó để gá nợ. Cái gì? Cậu nói tầm bậy cái gì thế à? Tôi chỉ sống có một mình, chỉ con chó làm bầu bạn, ăn chung uống chung ngủ chung. Ủa ông ngủ chung với chó luôn hả? Đâu có, tôi ngủ bên trên nó ngủ bên dưới. Cậu nghĩ làm sao mà giờ cậu nọc có bắt con chó của tôi đi. Bao nhiêu? Than chỉ cho cực vậy. Ông ra giá đi. Tôi đòi 100 đồng đi. Cái gì? 100 đồng là nó hơn cái mạng của ông gấp 50 lần đó. 100 đồng tôi mua được 50 cái mạng ông rồi đó ông già. Ồ thế thôi tôi lấy rẻ 50 đồng đi. 5 đồng. Cái gì? Cậu giỡn mặt đấy à? Cậu nghĩ làm sao con chó hơn chục ký mà cậu mua có 5 đồng? Cậu coi con chó bằng con người à? Bây giờ ông có bán không? Bán. Rồi cậu đứng đây. Tôi vào tôi bắt con chó ra. Tụi mày đi theo ông làm gì kìa. Ông có trốn không? Nó mệt quá. Mệt quá sai hoài à. Cái gì vậy? Ê cậu ơi, chó vàng chó vàng chó vàng. Chó Con chó của tôi này cậu. Cái này là con chó vàng đó hả? Ừ, con chó này màu gì? Màu vàng. Con chó vàng. Mà con chó này là con chó sứ mà. Ừ thì chó sứ mà. Con chó này ngoài chợ bán có 2 đồng mà. Chứ ai bảo cô ngu. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Ông gạt tôi đúng không? Gạt cái gì? Cậu nói cậu mua con chó để đóng thuế mà cậu. Tôi hỏi ông lần thứ nhất ông có trả tiền thuế không? Tôi không có tiền. Tôi hỏi ông lần thứ hai ông có trả tiền thuế không? Tôi nói tôi không có tiền mà cậu. Tôi hỏi ông lần thứ 5 ông có trả tiền thuế. Tôi thích nói lần thứ 5 tôi nói được không? Thế sao giơ 4 ngón tay? Tôi thích giơ 4 ngón, tôi giơ 4 ngón. Vai tôi là vai ngang tàn, tôi muốn nói gì thì tôi nói, kệ tôi. Bây giờ ông có trả tiền thuế hay là không? Thôi cậu Chí, cậu đi đòi nợ mà cậu cứ sồn như thế là không được. Thôi được rồi, thấy cậu đòi nợ cũng nhiệt tình thì thôi, tôi không có trả đâu. Chứ bây giờ nhà không còn một cái gì lấy tiền đâu trả cho cậu. Ông trả không Hạc? Tôi không có cái gì lấy cái gì trả cho cậu. Ông trả cho tôi phải không ông Hạc? Ông coi cái gì nè. Ủa mắt? Tôi già chứ đâu mắt có kém đâu, cái này con dao mà. Con dao dùng để làm cái gì nè? Trời đất ơi, cậu hỏi câu, con dao người ta để thái rau, thái thịt này, chặt cây này, nói chung nhiều tác dụng lắm. Tại sao ông không nghĩ là còn có thể đâm và chém? Ừ đúng rồi, con dao để đâm chém. Đó. Cậu định đâm tôi à? Bây giờ ông có trả tiền hay không? Này, cậu đừng có manh động, đừng manh động nha cậu. Ông mà nói một tiếng không trả là tôi gạch mặt liền đó. Trời đất ơi, cậu đừng có hủy hoại nhan sắc của tôi mà. Ai nói tôi gạch mặt hủy hoại nhan sắc của ông? Nhìn mặt ông xấu đau, xấu đớn, xấu thấy ớn vậy mà ai gạch mặt ông? Chứ cậu... Tôi nói gạch mặt là gạch mặt tôi nè. Ông có trả không? Kìa cậu, tôi không có tiền mà. Ông nói một tiếng không trả tôi gạch mặt liền đó, ông tin không? Ông có tin không? Tôi không tin, mặt cậu hèn lắm, tin làm sao được. Ông nên tin đi, tôi lại ông tin đi. Không tin được, không tin được. Tin đi. Không, đừng bình tĩnh. Tôi gạch thiệt đó. Tôi gạch đó. Luôn đi. Rạch mặt đây mà cũng nhay. Chà chà, sao nó ghét. Một lần nhay là bằng 3 lần đánh ấy. Cậu không phải dạng vừa đâu, tôi cho cậu thành khuôn mặt đáng thương luôn ấy. Có máu luôn nè. Máu trên mặt cậu, cứ rạch mặt cho cậu, cậu ngu quá luôn ấy. Ông mới gạch mặt tôi hả? Trời đất ơi hả trời. Ông gạch mặt tôi luôn kìa trời. Mở làng nước ơi, lão Hạc gạch mặt tôi kìa trời đất ơi là trời. bớ bà con trời sớm ấy. Ủa sao trống trống mặt gì nè trời, không mặt gì, hình như máu mất quá nhiều ấy. Mấy đứa ơi, chở tao đi cấp cứu, cấp cứu. Đi. Trời ơi, bên này nè, đi bên này nè. Thống nhất một bên thôi. Đi bên trái. 1, 2, 3. Ui cãi đi. Bên trái đi. Bên trái. Trời ơi. Cái gì vậy? Ai chơi đây nè. Bên trái bên này. Ủa mệt ghê. Tao lại tụi mày đừng có bên nào hết, đi thẳng tới nhà thầy Lan đi. Trời ơi. Không lẽ đời chí mèo này chết vì bị mất máu sao? Trời ơi. Lăn lộn hoài mà người yêu chưa xuất hiện vậy ta? Có nên lộn nữa không? Không nên. Xàm quá. Có khả năng ngồi đây chờ sẽ đỡ xàm hơn. Ôi con tê giác một sừng bé nhỏ của anh, sau lần nào xuất hiện em cũng hốt hoảng quá vậy. Ôi con trâu điên hai sừng của lòng em. Tại vì em đánh phủ đầu đó anh. Xã hội bây giờ loạn lạc quá mà, cướp tràn lan, em phải la phủ đầu như vậy cho nó tưởng là em bị cướp rồi nó không cướp nữa. Tốt. Em. Anh. Em đẹp quá. Ôi anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh lạ quá. Em đẹp lắm. Ôi em biết mà, anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh cũng lạ lắm. Chóng mặt quá. Dạ. Em. Dạ. Em chờ anh lâu chưa? Dạ. Ủa là anh tới trước em à? À anh nhầm. Dạ. Em đợi anh lâu chưa? À anh nói y chang như cũ đó anh. Em đã để cho anh đợi 4 phút 59 giây và sau khi em nói xong câu này đã tròn 5 phút anh à. Thay mặt cho bà con nội ngoại, hàng xóm, cùng gia đình, anh thành thật xin lỗi em. Ôi anh ơi, anh rủ cả dòng họ anh ra xin lỗi em vậy đó hả? Thế nó mới chân thành em à. Dạ, anh ơi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Anh mới đọc được một mẩu tin casting phim. Phim hả? Phim gì? Một bộ phim tầm cỡ quốc gia, quốc tế, trái đất, tổ chức ở xã mình. Mà phim gì vậy anh? Đây là một bộ phim xã hội đen sặc màu hành động. Tựa gì vậy anh? Chú heo con ở Bản Đôn. Ủa anh, hồi nào giờ em nghe nói là chú voi con ở Bản Đôn, em nào có biết là có heo đâu anh à. Bản Đôn bây giờ nó nuôi cả heo em à. À vậy nhưng đó. Mà quan trọng là dạ, quan trọng là có một cái vai nó cực kỳ sang chảnh, cực kỳ lịch lãm và vô cùng bốc lửa. Bốc lửa? Vai gì vậy anh? Cô bé bán diêm. Anh ơi, cô bé bán diêm mà sao gọi là bốc lửa vậy anh? Bán diêm, bỏ que diêm ra, quẹt một cái, cháy Bản Đôn, bốc lửa. Em bán diêm đi em. Em thử vai luôn đi. Bây giờ là em phải tập đó hả anh? Trời, cái đó là... để em cố gắng nè. Em tập đi em. Dạ, bây giờ em đi bán diêm nha anh. Dạ. Ai mua diêm không? Cho em hỏi, mua diêm không? Rồi, cái này đâu phải bán diêm. Chứ bán gì anh? Bán dâm. Ủa sao tùy anh? Ý anh nói là em đi bán diêm gì mà cứ như kiểu ông đi bán em luôn ấy. Chứ phải làm sao anh? Bán diêm nó phải như thế này nè em à. Anh chỉ cho em đi. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá, em lạnh quá, em quẹt một que diêm. Bố đã về. Em quẹt 2 que diêm. Mẹ đã về. Em quẹt 3 que diêm. Cháy nhà. Đó. Như thế nó mới bốc lửa em ạ. Dạ, anh tài ba và xuất chúng quá. Anh ơi, nếu như mà em cát vai đó rồi anh cát vai gì? Anh sẽ cát một vai cực kỳ tri thức. Tri thức hả? Hợp với anh lắm đó. Vai gì vậy anh? Bán báo dạo. Anh bán báo dạo sao anh gọi là tri thức vậy anh? Em ơi, bán báo ấy là mình đi bán tri thức cho người ta. Dạ. Mà đi bán được tri thức cho người ta thì mình phải có tri thức. Dạ. Mà ai là người có tri thức? Ai? Ai? Thằng bán báo dạo. Anh bán báo. Lady and gentlemen, Mạc Văn Khoa xin kính chào quý khách. Tôi là phóng viên của báo cô, báo chú, báo cha, báo mẹ, báo động. Sau đây tôi sẽ gửi tới các bạn một bản tin của một xóm rất nhỏ cạnh một làng rất nhỏ. 19 giờ chiều ngày hôm nay, một con bò cái có tên nguyên trong giấy khai sinh là Anla Satanya Hà Lát Chama. Làng bò là Việt kiều Australia. Sau khi đánh tung gióng chuồng đi theo dõi chồng và bắt gặp chồng mình có qua đêm với một số con bò mái ở làng bên, quả ta đã quyết định phi ngay ra quán photocopy, photo ngay một lá đơn ly dị, rồi về dí dao cạo râu vào cổ chồng, bắt chồng mình là bò đực Peter Sóc Ký rồi bỏ chuồng ra đi. Đặc điểm nhận dạng, đây là một nàng bò mái rất xinh gái, cao 1m2, nặng 200 pound, thân hình eo ả trắng trẻo, rất thích dùng hàng hiệu, thích ăn các món ăn ngon, đặc biệt là bim bim và kẹo mút. Vậy ai biết dấu tích hay là dấu chân bò ở đâu, hãy liên hệ ngay chúng tôi, Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế Đài Tìm Bò Việt Nam. Tôi là Mạc Văn Khoa. Chúc các bạn ngủ ngon. Đó em. Anh bán báo đâu em. Anh ơi, anh thiên tài đó. Đó, anh tuyệt vời. Mình bán như thế rồi mình sẽ cát được cái phim này. Rồi, đúng rồi, rồi. Bây giờ mình đi anh, mình đi cát đi. Mình đi cát. Em. Ủa chứ sao? Mình phải tập nhảy nữa. Ủa anh bán báo với bán diêm mà sao phải tập nhảy để làm gì? Nhảy để gây sự chú ý, gây sự chú ý em à. Rồi, nhưng mà anh rồi. Không biết nhảy. Không, em có thể chỉ anh. Ủa, em chỉ hả? Dạ, đơn giản lắm anh à. Tay anh đâu? Tay anh đi. Đây tay em. Eo em đâu? Eo em đây. Nhảy đi em. Nhảy đi nè. Quay đi anh. Anh. Wow, anh ơi, anh nhảy cũng tài năng lắm đó. Bây giờ là đủ rồi, bây giờ mình đi thôi anh à. Được rồi. Em chưa. Chứ sao? Ý anh không phải là nhảy như thế mà. Chứ nhảy gì? Không phải nhảy như thế. Chứ nhảy sao? Nhảy lầu. Ủa gì kỳ vậy anh? Sao mà cái vai của mình nó tan nát, nó thảm thương vậy anh? Đấy là sự trả giá cho việc bán diêm đốt cháy bản đôn em à. Ủa vậy không, nhưng mà em nghĩ là nhảy lầu không nên tập trước đâu anh à. Mình làm một phát ăn ngay anh ơi. Tập có khi mình không có cơ hội đóng phim đâu anh à. Ừ đúng, vì vai diễn mình có thể hy sinh tất cả em à. Đúng. Và rồi, khi mình hy sinh tất cả, mình sẽ được nổi tiếng. Mình nổi tiếng rồi, ánh hào quang sẽ ùa vào tới mình. Đúng. Và rồi, mình nổi tiếng, lúc đó tiền bạc sẽ vây quanh mình. Em ơi, nhặt tiền đi em. Dạ, vâng. Lúc đó sẽ có nhiều người để ý. Rồi báo chí sẽ ùa vào. Báo chí em bảo vệ đi. Bảo vệ, đừng để báo chí em. Bảo vệ đi 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 em. Báo chí có nhiều người nguy hiểm lắm. Họ sẽ tìm tới mình. Họ sẽ đưa những cái tin cực sốc em à. Rồi mình sẽ bị áp lực. Những cái thằng anh hùng bàn phím sẽ làm mình áp lực. Mình bị điên thôi em à. Đúng rồi, áp lực đó, xung quanh nó làm phiền mình lắm á. Xung quanh nè anh hùng bàn phím đó chụp hình em đăng lên mạng. Em không có như vậy, em không có như vậy, em không có như vậy đâu. Có mình tỉnh lại, mình tỉnh lại, lại đây ngồi, bình tĩnh. Tôi đã nói anh biết bao nhiêu lần rồi, tại sao anh cứ lên đây làm phiền cô ấy vậy? Anh biết rồi, anh biết đó, cô ấy bị áp lực từ dư luận. Anh là một người tỉnh táo mà cứ vào đây giả điên với cô ấy. Anh có biết là anh đang làm cho tình trạng cô ấy càng ngày càng nặng hơn không? Bác sĩ, thật sự là tôi chỉ muốn vào đây giả điên để hàng ngày được gặp cô ấy thôi mà. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại? Bình thường hả? Bằng cách nào? Bằng tình yêu của tôi. Tình yêu? Cô ấy là ai? Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, là một người điên. Mà người điên thì không biết yêu. Không, bác sĩ sai rồi. Bác sĩ chưa nghe bài Người Điên Yêu của Minh Hằng à? Tại sao chứ? Tại sao người tỉnh có thể yêu người tỉnh một cách điên cuồng như người điên cuồng, mà người điên cuồng lại không thể yêu người điên cuồng một cách tỉnh táo như người tỉnh? Bác sĩ có hiểu không? Bác sĩ hiểu rồi à? Bác sĩ vô trong đi. Trong người tỉnh. Trời, trời ơi, trời ơi, riết rồi tôi điên với hai người luôn quá. Không có điên với tỉnh gì đây hết. Nói chung là anh đi về, đừng có làm phiền cô ấy nữa. Con trâu hai sừng của lòng em. Còn tê giác một sừng bé nhỏ của anh. Anh à, em biết là em trốn tránh, nhưng mà em không nghĩ là anh có thể vì em mà giả điên cho cùng mỗi ngày như vậy. Em sẽ cố gắng, em sẽ đối mặt với sự thật, em không trốn tránh nữa. Cảm ơn anh. Vậy là em tỉnh rồi đúng không? Em sẽ mạnh mẽ lên. Chúng ta ra ngoài làm lại từ đầu nha. Mình đi anh. Không. Sao vậy? Em đi đi. Tại sao? Tự nhiên anh cảm thấy mình thuộc về nơi này. Vào đây giả điên để hòa nhập với em. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh bị hòa tan luôn rồi. Là sao á anh? Là anh muốn sống ở đây em ạ. Nếu em yêu anh thật lòng thì vài bữa lại quay lại cảm hóa anh nhá. Bác sĩ. Ủa anh ơi, như vậy là em phải yêu lại từ đầu đó hả? Đúng đó em. Ôi trời đất ơi, vậy là ai điên cô y tá? Trời ơi, ai điên em tỉnh đi trời. Bạn ơi, tất cả là tại thiên nhiên. Tại thiên nhiên. Tại thiên nhiên. Tại thiên nhiên. Phải chi có nước. Ê, hình như tao hửi có mùi nước đâu đây nè. Mùi nước tinh khiết. Đúng rồi. Kim đi, kim đi. Đâu ở đây nè. Ôi. Lên lên lên. Đã có mỹ nữ, còn có nước tắm. Thiên nhiên ưu ái quá. Hả? Tao tộc trưởng. Đúng. Ta là người dân tộc, là con trưởng. Ta chính là tộc trưởng của bộ tộc ướt át. Ta vốn xuất thân quan ông cháu cha, họ hàng xa của doanh nhân Phạm Văn Hà, em họ Phạm Văn Mách, chát Phạm Bang Bang và là chồng cũ của chủ tạm xăng mới vừa bị cháy. Thôi, mà ông tào lao quá. Ông có biết là nước không có chừng lẹn uống, mà ông lấy ông tắm là sao? Ta tắm hồi nào? Không tắm tại sao ông kỳ có gứa mình? Ta gãi đó. Hả? Gãi? Gãi tại sao mà có nghe tiếng nước chảy? Các người có muốn nghe tiếng nước chảy không? Muốn. Nước này. Đâu rồi. Hay thiệt. Ôi, nhưng mà nó là cái market mà. Một năm nay ta chưa được tắm. Ta sử dụng phương pháp tắm khô, tắm trong tưởng tượng. Trời ơi. Cho em xin đi, hôm ngày em chưa tắm. Cảm ơn. Ông nói dốc. Ông không tắm làm gì người ướt nhẹp. Mồ hôi đó. Các người chưa nghe câu mồ hôi vã ra như tắm à? Sao? Đây là cái gì? Kẻ gáo nước. Sao mặn mặn? Mồ hôi của ta đó. Hôi không? Hôi. Trời ơi, hôi mà nó uống. Đó. Cái ca này là để tao hứng mồ hôi đó. Mồ hôi chảy đến đâu là tao hứng đến đấy. Vừa tối chỗ này đầy ca mồ hôi. Trời. Thôi thôi tổng trưởng ơi. Thôi đi. Trời nắng nóng như vậy tự nhiên ông lôi ra đây ông nói cái gì đây hả? Đâu có gì. Sao? Hôm nay ta mời tất cả mọi người tới đây là để làm gì? Họp. Thôi mà tao nói nhà dạo này nước em vui đang thấy cái gì vấn đề mà bây giờ mình phải giải quyết cho à? Hay họp tổ dân phố không có tác phong gì cả. Hôm nay ta muốn mời tất cả các tộc phó tới đây là để bàn về một vấn đề nhà nhà quan tâm, người người bức xúc, đó chính là vấn đề nóng như thế này thì làm sao phải mà thôi làm. Còn cái gì để cởi nữa không? Ta đẹp ta không cởi thì thôi chứ. Hả? Nào, bây giờ ta muốn bàn về một vấn đề, đó là vấn đề nóng như thế này thì làm sao phải đây. Các ngươi tính thoát y khoe nhục thể để bảo vệ rừng à? Nước đã không có uống, các ngươi thoát y thú rừng nó nhìn thấy các ngươi nó chết hết lấy gì mà ăn. Hôm nay ta kêu gọi mọi người tới đây bởi vì vấn đề nóng. Ta muốn gửi tới tất cả các mọi người một bản tin cực kỳ quan trọng, đó là bản tin dự báo thời tiết. Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm hôm nay và rạng sáng ngày mai trên kênh truyền hình Ướt Át TV. Trong đêm nay thì mặt trời chắc chắn sẽ lặn, đêm không trăng nhưng có sao. Mọi người có thể ra bờ ao ngồi câu cá hoặc ở nhà xem bóng đá, uống nước rau má mà vẫn thấy vui. Nhưng vào sáng ngày mai thì mặt trời chắc chắn sẽ mọc. Mở cửa ra cho nắng sáng vào thôi. Nhiệt độ vào lúc 12 giờ trưa sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ 50 xuống còn 49 độ C. Với nền nhiệt độ này, các bạn có thể mang trứng ra chiên ở giữa đường, úp mặt xuống đường, ngồi trên giường, đắp chăn mà vẫn thấy nóng. Từ đàn ngan cho tới đàn chó vẫn mong có nước ở trong hồ. Đại nhạc hội Lô Tô vẫn diễn ra nhưng nhà ga không có một bóng. Sở dĩ nắng nóng nên quả bóng cũng phải xì hơi. Giữa trưa nắng mà mặc áo cánh rơi kiểu gì cũng chảy mỡ. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin dự báo thời tiết nóng. Hy vọng sau khi xem xong quý vị và các bạn sẽ nóng cùng với bản tin. Nhưng mà bây giờ tổng trưởng ơi, bây giờ vấn đề là đang nóng là mình phải giải quyết, chứ bây giờ nói không đâu có được đâu, đúng không? Ông giận quá, ông là tổng trưởng này, ông phải giải quyết, giải quyết thì làm sao mà đúng không? Ta thường đến bữa quên ăn, nửa đêm dậy ăn vụng, ruột đau như sán cắn, nước mắt chảy đầm đìa để nghĩ ra cách giải quyết. Và cuối cùng, ta đã quyết định ra đi tìm đường xóa nóng. Mạnh mẽ quá. Lúc đầu, ta quyết định đi lên núi để cầu cứu sự trợ giúp của Sơn Tinh. Ta phải đi lên núi, ta chúi qua hàng, ta ăn khoai lang, ta phang thêm trái chuối. Đấy. Cái này phải mời. Núi cao quá, ta phải trèo. Ê, lạc đường rồi độc trưởng ơi. Ta đi đường khác, ta leo thì không may ta bị trượt chân. Hả? Nhưng may mắn ta đã xuống được một nhúm cây ở trong hốc núi. Ta giật cái nhúm cây của em á tổng trưởng. Đúng, ta trèo qua ngọn núi nhưng mà thật không may một con thú dữ nó đã đuổi ta. Nhưng mà ta không sợ thú, ta chạy thú tới rồi kìa. Thú tới trời ơi, nó đuổi ta và nó đã cắn vào cái chân của ta. Trời ơi, máu. Con gì ghê vậy? Con muỗi. Và ta quyết định ta đi. Nhưng mà ta không gặp được Sơn Tinh. Gặp ai? Một bầy tinh tinh. Ta sợ quá. Ta quyết định nhảy xuống dưới biển. Ta bơi. Ta bơi như kình ngư ánh viên đó. Và ta bơi. Những ngày tháng lênh đênh trên biển, ta mới nhận ra một điều rằng điều gì? Nước biển mặn lắm. Sao? Và ta bơi tiếp. Ta bơi. Nhưng mà cuối cùng ta đã bị kiệt sức. Rồi sao nữa? Ta chuyển sang bơi ngửa. Sao? Nhưng mà khi bơi ra giữa dòng thì trời ơi, cái chân của ta. Sao? Đi lên cắn cái chân đi. Các người có biết con gì đang cắn không? Con chó à? Chó nào dưới biển? Có chó biển mà. Cắn tiếp đi. Người có biết không? Em biết. Con gì? Con nói em biết. Con Trang. Con Trang nào dưới biển? À không. Ấy em nói là con gì mà nó mập mà nó màu trắng á. Con cá mập trắng. Đúng rồi. Con cá mập trắng. Con cá heo nó cắn ta đấy. Ta đạp chết con cá heo. Ta bơi tiếp thì trời ơi, cái tay của ta. Sao? Đi lên. Làm gì? Mút cái tay đây. Các người có biết con gì đang mút không? Con gì? Mút tiếp đi. Con đỉa đây. Trời ơi, dưới biển làm gì có đỉa. Trong sữa con nít còn có đỉa vô chi dưới biển. Ta nắm con đỉa mạnh mẽ quá. Ta quăng đi. Và ta bơi tiếp. Ta bơi tiếp thì ta đã tới nhà thủy tinh. Gặp thủy tinh. Không, ta gặp lọ thủy tinh. Ồ, sao? Lọ thủy tinh ở đâu ra vậy? Vì xả rác nhiều quá, trên biển toàn là lọ thủy tinh. Thủy tinh phải dọn tới ở chung với thủy tốp. Có vụ này nữa nè. Lạ quá. Và vì bị đỉa cắn nhiều quá, ta đã ngủ thiếp đi vì mất máu. Tao tướng ơi. Tao tướng. Ông chết rồi mình bầu. Đúng rồi đó, bầu tao đi. Và thật tuyệt vời. Thật không thể tin nổi, không thể nào tin nổi. Trong lúc ta ngủ, sóng biển đã đưa ta tới một hòn đảo. Đảo gì? Đảo hòn. Trên hòn đảo đó, ta đã gặp được một thánh nữ. Mày trời đánh thánh vật chứ thánh nữ gì, đi về chỗ đi. Nàng là một cô gái trong trắng như chai nước đóng chai, ngày mai mới hết hạn. Nàng đôi mắt của nàng có nét đẹp của loài rơi ăn quả. Nàng có một mái tóc highlight không giống ai, vì vậy rất sờ tai. Chân nàng dài 1m2 nhưng thân thì chỉ có 12cm. Nàng sở hữu một bờ vai dài như lụt hạn hán, với những nét đẹp thi vị không bị kỳ thị, và với 5 sắc thái biến đổi một cách biến thái như thế. Người đời thường gọi nàng là gì? Ngũ Vị Hương. Không bao giờ té, nhớ giữ. Ta, mấy quỷ này mướn làm như nó thích tụi té hay sao nữa. Ta là thánh nữ, ta biết các ngươi, bộ tộc của các ngươi mời ta tới đây để đi cầu. Vậy? sau mưa. Ta sẽ cầu cho các mưa, những cơn mưa giông, mưa ngâu, mưa bụi, mưa Huế, nắng ấm xa dần. Làm gì có nắng? Hả? Cái gì mà nắng ấm? Tại vì có nắng bà. Phải có chứ, mưa xong phải có nắng chứ không phải lũ lụt làm sao. Bây giờ ta xin phép các ngươi, ta là thánh nữ cho nên ta sẽ lập đàn. Lập đàn là cái gì? Là phát cho mọi người một cây đàn. Rồi có quà. Để chị cho cao vậy mấy quỷ. Sao tộc phó mỗi người một cây đàn mà ta tộc trưởng lại không có đàn là sao? Đừng để ta phải trợn dùng đàn bà nhá. Đánh đi. Ai da. Wow. Wow. Sai trong hình hài của hạt mưa này thì phải. Mà mưa đá. Ê! Sao ra mưa đá? Thì lúc yêu cầu thì phải viết giấy lên mới gửi, thần thánh ta mới phiết phọt mưa xuống chứ. Có mưa đá là được rồi. Ô nhiễm quá, nó hơi có mùi axit. Cái gì vậy trời? Múa như một thằng điên mà nàng không cho mưa là cho mưa đá hả? Chứ giờ muốn đòi hỏi gì nữa? Để mưa vậy sao mà tắm? Sao không tắm được, ngâm nước ra tắm. Trời ơi, bây giờ tất cả ở đây, cả bộ lạc có một mình ta mới cầu ra được mưa, còn đòi hỏi gì nữa. Ngươi là ai? Ta là tộc phó thực phẩm. Nhìn là biết rồi, ta ăn quá riết bự ơi là bự à. Thực phẩm không có điều giữ được cái của mình. Tất cả mọi người ăn là bị trung thực, ăn là bị quá chất là sao? Ngươi không có quyền nói ta, nín đi. Ngươi là ai? Ta là tộc phó điện lực. Điện lực hả? Cái tướng của ngươi nó gỡ bóng đèn, lắp bóng đèn hay gì? Điện lực không có trách nhiệm, không có lo cho dân. Hở một cái là cái bộ lạc này ngươi tích điện hết, rồi ngươi tăng giá làm sao? Không được quyền nói ta. Ngươi là ai? Nhìn ta không biết à? Ta biết rồi, cái này là bắp nổ, coi phim hay mua ăn lắm nè. Phải, ta là tộc phó cây xanh. Cây xanh, ngươi không tự bảo vệ ngươi được. Ở trong bộ lạc này muốn chặt giờ nào là nó chặt ha. Có ngươi thì mới bảo vệ lũ lụt, nó không có tùa xuống được. Ngươi cũng không có quyền gì nói ta hết. Còn ngươi là ai? Hả? Ngươi là ai? Quên rồi. Tào Lao. Làm chất gì mà cũng không nhớ. May quá, ta chưa bị chửi. Ngươi á, tộc trưởng mà không có làm được cái tích sự gì hết trơn trời à. Cả cái tộc này, hả có chuyện gì cái tôi tới ta cầu ta khấn, bây giờ ta cầu khấn là được mưa còn nói gì nữa. Không có quyền gì nói ta hết á. Các ngươi không có quyền gì nói ta. Các ngươi không có quyền gì nói ta hết. Thánh nữ nói đúng, tôi đồng ý với thánh nữ. Em tạm theo phe về thánh nữ nha. Ông lên đây, ông bước lên đây. Đúng rồi. Tôi chửi ông nè. Thay thế thánh nữ chửi ông nè. Ông là tộc trưởng, ông ở trên, ông giao nhiệm vụ xuống cho tụi tôi làm mà có bao giờ ông giám sát không? Có đúng. Bao giờ không? Đúng rồi, trời tụi tôi là tôi làm sai mà ông cũng không đúng cả luôn, tức nghĩa là ông sai. Đúng rồi. Nè, tụi tôi vô trách nhiệm nè. Ông biết cái sự vô trách nhiệm của tụi tôi thì ông là người có trách nhiệm, ông phải dạy cho tụi tôi có trách nhiệm, còn cái này thấy tôi vô trách nhiệm là ông để tụi tôi vô trách nhiệm luôn. Đúng rồi, ông sai. Đúng rồi. Bây giờ đi tôi sai. Bây giờ bãi nhiệm ông đi. Bãi nhiệm. Không xài đâu. Bãi nhiệm đi. Bãi nhiệm. Làm cái gì ta cũng còn rảnh rỗi ở đây, cứ bầu ta đi, ta sẽ làm tộc trưởng cho. Bà đó. Bà là cái người nói nhiều nhất mà làm không có được cái gì hết. Được rồi, những người nói nhiều mà không bao giờ làm thế nào cũng bị cắt chức, đúng không? Đúng. Không, ta có liêm sĩ, ta sẽ tự từ chức. Ta sẽ xuống Cà Mau, ta từ chức. Cà Mau xa lắm. Thiếu Mỹ, Thiếu Minh, làm cái gì vậy? Làm như tụi ngươi giết ta, ta mừng nói sao, tụi bay chuẩn bị sẵn hết trơn cái dạng giá vậy hả? Báo cho tụi ngươi biết, nếu có thiêu ta sau khi ta chết, nhớ mở một cái tiệm cơm tắm sườn bì chả nha. Thịt ta nướng ngũ vị thơm lắm, bán được lắm. Chết mà còn đòi hỏi hả? Thiêu liền. Từ từ. Để đánh lửa lên, nó chưa cháy được. Từ từ. Đánh đi. Đánh lên, chuẩn bị lên lửa. Đừng tới lại. Vàng ơi, ta sai rồi. Các ngươi đều là tổng phó của ta, đều được dân tin yêu. Vậy mà tại sao ta giao công việc xuống, các ngươi chỉ biết làm vô trách nhiệm, không có tâm gì cả. Rồi đến lúc công việc đổ hết lên đầu ta. Vì bộ lạc này, ta đã phải trèo đèo lội suối để xóa đi cái nóng. Vậy mà các ngươi không biết đoàn kết. Các ngươi làm ăn vô trách nhiệm như thế à? Nơi nào cần các ngươi không có, nơi nào khó chẳng có các ngươi. Nàng ta không có lỗi, tha cho nàng ấy đi. Ôi trời ơi! Là do ta sẽ chịu. Ôi, không được. Ra ngoài. Thiên nhiên không bao giờ phụ con người, chỉ có con người mới phụ thiên nhiên mà thôi.